Thảo luận tại tổ về việc chính phủ kiến nghị Quốc hội cho chuyển đổi hình thức từ PPP sang đầu tư 100% vốn đầu tư công đối với 3 dự án thành phần, gồm một dự án không có nhà đầu tư qua sơ tuyển là Vĩnh Hảo Phan Thiết và hai dự án quan trọng cấp bách kết nối cửa ngõ trung tâm chính trị kinh tế lớn của đất nước gồm đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 dài 63 km và Phan Thiết Dầu Dây dài 99 km. Nhiều đại biểu Quốc hội đã nhất trí với việc cần thiết phải điều chỉnh chuyển đổi 3 dự án này. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Đại biểu Nguyễn Phi Long, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng nếu chuyển đổi sang đầu tư công thì phải đặc biệt chú ý đến phương án lựa chọn nhà đầu tư. Nếu mà chúng ta chuyển sang đầu tư công thì tôi cũng đề nghị Quốc hội và đặc biệt là Chính phủ phải xây dựng cái phương án lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, năng lực thi công để mà đáp ứng cái yêu cầu đặt ra với cái tiến độ thời gian để triển khai để năm 2023 chúng ta đưa vào sử dụng. Ở đây chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm là cái việc chúng ta triển khai cái cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi nó để lại những cái dư âm nó không tốt. Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu lo ngại sẽ khó khăn trong việc chuyển đổi giải ngân nên điều chuyển từ các dự án không có khả năng giải ngân để tập trung cho 3 dự án này. Ngay trong năm 2020, tờ trình Chính phủ đề cập là như vậy phải bố trí thêm cho 3 dự án này nếu được chuyển đổi thì có khả năng tháng 9 là có thể khởi công và cái nhu cầu vốn giải ngân trong năm 2020 của 3 đoạn này tăng thêm khoảng độ 7.500. Thì với cái 16.900 tỷ mà đã bố trí ấy, thì thực tế mà nói với điều kiện giải ngân hiện nay thì cũng khó có khả năng giải ngân hết 100%. Do vậy là nếu như vậy thì là có thể là điều chuyển, Chính phủ có thể điều chuyển từ các cái dự án mà nó không có khả năng giải ngân để tập trung vào đoạn này kết nối. Về vấn đề giải phóng mặt bằng, đại biểu Nguyễn Thị Thu Trang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cần phải có sự thống nhất giữa ban quản lý, chính quyền địa phương và người dân. Việc mà giải phóng mặt bằng để mà đảm bảo thi công cũng hết sức là quan trọng. Là giải phóng mặt bằng như thế nào mà để có sự thống nhất giữa ban quản lý khi mà thực hiện được cái hợp đồng đó, đồng thời là với dân địa phương, chính quyền địa phương có sự phối hợp hết sức là chặt chẽ, làm thế nào để mà sau khi dự án mà đã thực hiện rồi thì công tác là phải đảm bảo các cái nội dung khác liên quan, ví dụ đường gom, đường dân sinh, rồi nhà dân bị nứt, rồi trường hợp là đất thì không canh tác được, bị ngập úng rồi bị khô hạn thì vậy thì mình phải tính tới phương án đó nữa. Chứ nếu như chúng ta làm tính đơn giản không thôi thì nó dẫn đến cái hậu quả rất là nặng nề sau này. Đồng tình với đại biểu Nguyễn Thị Thu Trang, đại biểu Lê Kim Toàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng cần tạo điều kiện cho người dân ở vùng bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng sớm ổn định cuộc sống. Tôi nghĩ là cùng với cái việc mà chuyển một số đoạn qua đầu tư công bằng vốn ngân sách nhà nước thì các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương cũng cần phải sớm phóng tuyến và sớm xác định cái lộ giới để chúng ta sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Một là nó sẽ tạo điều kiện cho cái quá trình đầu tư sau này đẩy nhanh tiến độ đầu tư thi công. Hai là tạo điều kiện cho người dân ở cái vùng ảnh hưởng của dự án sớm được ổn định cái cuộc sống. Trả lời các đại biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng vấn đề giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân sinh và tiếp tục lắng nghe ý kiến vướng mắc của người dân và địa phương. Vấn đề là giải phóng mặt bằng, rồi vấn đề là làm cái đường gom. Tất cả những việc này chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và nhiều đường cao tốc, bởi vì cái vấn đề này nó liên quan đến dân sinh, liên quan đến đời sống người dân, do đó là chúng tôi phải đặc biệt quan tâm. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục họp để mời các cái địa phương mà có đường cao tốc để có thể các anh là phản ánh những cái vướng mắc để chúng tôi rút kinh nghiệm. Và trong cái quá trình mà thực hiện dự án này thì cái kinh nghiệm nào tiếp thu được chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao là cái vấn đề giải phóng mặt bằng liên quan đến cái đường gom của đường dân sinh rồi liên quan đến cái đường hoàn trả để làm sao là thực hiện cho nó tốt.